Đi ba đời mới và năm đời cũ, con nào nó sẽ mạnh và tối ưu hơn? Xem hết video để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất nha. Chúng ta sẽ có hai con CPU, là đầu tiên có i3 14100F và con i5 11400F. Một con ra mắt thì vào năm 2023 mới ra mắt đây, còn một con thì ra mắt vào năm 2021. Đầu tiên khi mà nhắc đến con i3 thì chúng ta sẽ nhắc đến một cái con chip giá rẻ nhưng mà nó vẫn có thể đáp ứng được tốt cái nhu cầu về làm việc văn phòng này, học tập, chơi game với nha anh em. Nhưng mà những con i3 đời 14 này nó sẽ có 4x8 luồng và xung nhịp tối đa của nó mang lại là 4.7GHz. Đối với con i5 thì hiển nhiên cái nhu cầu sử dụng của nó sẽ cao hơn con i3, vậy nên cái số luồng nó sẽ cao hơn, 6x12 luồng. Điều này nó sẽ mang đến cho anh em một cái gọi là cái tác vụ đa nhiệm nó sẽ ổn định hơn nè, và xung nhịp tối đa nó mang lại là 4.4GHz. Nhìn sơ qua thông số thì anh em sẽ thấy là hai con chip này nó đều có điểm giống nhau là bộ nhớ đệm L3 12MB. Và điểm khác nhau là con i5 nó sẽ có số nhân và số luồng cao hơn, còn cái i3 nó sẽ có cái xung nhịp cao hơn. Ngoài ra cái con i3 14100F nó sẽ có một cái lớp kiến trúc mới hơn là Raptor Lake Refresh với tiến trình là 7 nanomet mà thôi. Còn với con i5 đời cũ thì nó vẫn sẽ sử dụng một cái kiến trúc đó chính là Rocket Lake với cái tiến trình là 14 nanomet lận, cho nên là nó sẽ nóng hơn. Các bạn lưu ý á, là tiến trình càng thấp, số càng nhỏ là nó sẽ càng tối ưu hơn về nhiệt độ, thứ nó sẽ tối ưu rất là nhiều. Nói chung thì những thông tin trên chỉ là những cái thông số do nhà sản xuất đưa ra mà thôi, còn để biết thêm chi tiết thì vào những bài test nha, let's go. Đầu tiên là con i3 14100F, thì khi mà mình test Cinebank thì cái điểm của nó sẽ ra như sau. Điểm đơn nhân sẽ là 1725 và điểm đa nhân là 8781. Với số điểm này thì mình thấy là làm việc chơi game, lướt web xem phim gì đó là thoải mái, thậm chí là các bạn có thể làm việc đồ họa khi mà các bạn có một cái con cảm hình nó đáp ứng được đủ nhu cầu của anh em. Còn với cái điểm Geekbench B6 thì nó cũng sẽ thể hiện được rõ sức mạnh của con chip này, với điểm đơn nhân là 2429 điểm và điểm đa nhân của nó là 8880 điểm. Về điểm 3D Max thì nó sẽ được số điểm là 7197 điểm. Đây là một con số mà bất kỳ một con i3 đời nào nó sẽ không đạt được, nhưng mà riêng cái con i3 đời 14 này nó đạt được nha. Một trong những cái điểm đặc biệt của những cái con i3 đời 14 này đó chính là nó sẽ hỗ trợ cho anh em DDR5. Việc này sẽ giúp cho anh em có một cái trải nghiệm nó sẽ nhanh chóng hơn rất là nhiều. Đây là cái điều mà những con chip đời thứ 11 không thể nào mà có được. Đến với con i5 11400F thì mình test Cinebench DDR3 nó sẽ được số điểm như sau. Đơn nhân thì được 1328 điểm và đa nhân là 10192 điểm. Khi mà đặt lên bàn cân so sánh với con i3 thì con i5 nó sẽ có số điểm đa nhân nó sẽ cao hơn so với con i3, nhưng mà điểm đơn nhân nó sẽ thua. Điều này chứng tỏ thì khi mà làm việc đa nhiệm ở trên con i5 thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với con i3. Tiếp đến ở bài test Geekbench B6 thì cái em i5 chỉ đạt được số điểm đơn nhân của nó là 2072 và điểm đa nhân là 8195 điểm. Còn với 3D Max thì con chip này thu được số điểm là 8172 điểm. Điều này có thể cho thấy là con i5 11400F nó sẽ có thể vẫn mạnh ở cái điểm là điểm 3D để mà anh em có thể làm cái những công việc liên quan đến thiết kế đồ họa, để mà chơi game bla bla bla. Rồi, tóm hết lại tất cả những gì từ cái thông số của nhà sản xuất đưa ra và những bài test và bài test đó, thì mình sẽ đưa ra một cái kết luận như sau. Nếu bạn là một game thủ thì cái con i3 đời 14 là cái con chip dành đi cho bạn. Tại vì sao? Đầu tiên, nó sẽ có một cái số nhân số luồng nó sẽ vừa đủ sử dụng là 4x8 luồng nè, và một cái nữa là cái xung của nó cực kỳ cao, các bạn ép lên là được 4.7GHz ha. Thì các bạn để chơi game là vô tư luôn, vì giá cả của nó thì nó cũng sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của anh em rồi. Còn nếu mà bạn nào mà muốn sử dụng một cái bộ máy mà vừa chơi game vừa làm việc, nói chung là làm kiểu đa tác vụ á, thì con i5 đời 11 là con i5 11400F ấy, thì nó sẽ là sự lựa chọn thích hợp dành cho các bạn hơn ha. Vì nó đầu tiên nó sẽ có 6x12 luôn nè, thì chắc chắn là đa tác vụ nó sẽ ổn hơn nè. Với những cái thông số mà mình đã test ấy, thì những cái thông số đa nhân mà nó đưa ra nó sẽ cao hơn con i3. Vậy nên việc lựa chọn i5 cho việc làm việc là hợp lý nha mọi người. Và các bạn lưu ý là giá cả hiện bây giờ những cái con i5 đời 11 ấy, 11400F ấy, thì nó sẽ có một cái xu hướng là nó sẽ rẻ hơn, vì những chiếc đời mới nó đã bắt đầu xuất hiện đúng không? Thì bây giờ đã có những chiếc đời 14 rồi, và chắc chắn những chiếc đời 11 nó sẽ có xu hướng nó sẽ giảm rất nhiều. Và ngay cả bản thân mình, hiện tại mình cũng đang sử dụng một con i5 11400F cho cái nhu cầu là vừa chơi game, vừa học tập, vừa làm việc. Công việc của mình thì nó sẽ liên quan đến là cũng là edit video nè, làm hình ảnh nè, bla bla bla. Nói chung là tất cả mọi thứ mình đều làm trên con i5 11400F cả. Còn bây giờ thì nếu mà các bạn thấy video này hay thì nhớ cho mình một like, một sub, rồi các bạn có gì cứ comment ở phía dưới cho mình đọc với nha. Mình thích đọc comment lắm luôn á, bạn không có để lại comment cho mình đọc hết. Và còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye, see you, peace.